thực phẩm để cho ông với bà thì tí nữa bà về thì ông anh bảo bà cất đi nhé. Đây công an. Đây, mua một chút là trong làng thì thật sự ra cái số tiền công mà nhận lại nó được rất là ít, với lại là để mà tiết kiệm được thì cũng không có tiết kiệm. Anh với lại bà thì có biết là cái chỗ mà Quân làm nó đúng cái địa chỉ được không, thì để cho em xin xong là nếu mà em mà đi xuống dưới thì em sẽ đi xuống cái tận nơi để mà xem là Quân làm công việc gì. Không biết là Kia còn sụp nhiều mà. chị giáo. Đến kia đây này còn cách cái tầm khoảng 3-4 mét mà. Vâng. Chục mét. Đây đây thì Kia cũng vừa mới bị sạt sụp nhiều. thêm thêm đâu bác ạ. Cái này của nhà anh thì sạt từ từng kia xuống đấy nhỉ. Vâng, sát từ kia kia xuống. Này thời gian vừa rồi mưa nhiều quá, không biết là cái cây này liệu là có trụ được nó không. Không chịu được đâu, nó chết hết. Chết hết rồi á. Vâng. Nó mưa nhiều lắm. Dưới đằng sau này thì Chỗ này xuống thì kiểu nào cũng là bị ngạt kìa. vâng Từ đây xuống nếu lửa từ đây xuống thì nó... Nếu hôm nào nếu không đi cản nước đây thì xuống này chắc là lửa xuống rồi. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, thời gian vừa rồi thì cũng bận một số công việc, với lại do là hiện tại là em Quân là đang đi làm xa nữa bác, vẫn chưa biết là tin tức gì về em Quân cả. Cũng khá là lâu rồi cho nên không có đi xuống nhà của em Quân thăm ông bà. Và thời gian vừa rồi ấy thì khi mà có báo đấy các bác thì cũng có rất là nhiều ý kiến của các bác nói rằng là cháu Lực xuống để mà thăm hoàn cảnh của em Quân, xem là ông bà thì ở nhà là như thế nào rồi, và có biết thêm là tin tức gì về em Quân không các bác. Có vẻ như là đường đi xuống nhà em Quân thì thời gian vừa rồi ấy, khi mà có bị sạt lở thì các bác này, chỗ này cũng bị ảnh hưởng. Cháu được nhìn thấy là ở bên kia thì đã bị sạt xuống khá là nhiều rồi. Trước kia thì là đường là ở bên kia các bác đấy, nhưng mà do là bị sạt lở thành ra là bây giờ bà con lại tiếp tục là đào đi đào con đường này xuống. Và hôm nay cháu được đi xuống cũng có mua thêm là một số đồ dùng cũng như là thực phẩm để cho ông với lại là bà nữa các bác. Cũng mong muốn rằng là mua thịt lợn xuống đó các bác đấy, nhưng mà do là ở trên xá ấy, cô bác nếu như các bác nào ở trên xá thì các bác hiểu được rằng là thường thường là vào những cái ngày chủ nhật chợ phiên hàng tuần thì người ta mới mổ thôi, còn những cái ngày bình thường thì ít khi là người ta mổ lắm cô bác ạ. Chỗ này thì có vẻ như là bị sạt khá là nhiều cô bác ơi. Cái này là phần là cái đất mượn mà từ thời xưa trước kia người ta đổ ấy, thành ra là bây giờ mưa nhiều ngày quá, với lại cộng thêm là khi mà nó có nước ấy thành ra nó bị trôi xuống. Về cái tin tức của Quân ấy thì cháu Lực cũng đã liên lạc được với lại là một số bạn của Quân là đi làm cùng rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên rằng là hiện tại thì là mỗi người làm một nơi rồi các bác. Gọi cho bạn này thì bạn nói rằng là Quân đi làm công ty, còn gọi cho bạn kia thì nói rằng là Quân đi làm phụ hồ đấy, cũng không biết là tin tức là như thế nào. Thì khi mà có tin tức gì về Quân ấy, thì cháu Lực sẽ tiếp tục là thông báo lên trên kênh để cho các bác cùng biết. Đấy, Quân thì các bác thấy ấy, là một cái cậu bé mà cũng rất là chăm chỉ và có cái tinh thần mà ý nghĩ về tương lai nữa, cho nên là em ấy trước khi em ấy đi thì em cũng có bảo rằng là ở đây thì hiện tại là không có việc gì để làm rồi, lúc nào mà ở trong thôn trong bản có việc ấy, đến cái mùa gặt một cái ấy, thì là em lại tiếp tục về để mà làm.
và đi thì hiện tại là bây giờ là cũng là mất tích được rằng là 2 tháng rồi, 2 tháng không biết là tin tức của Quân là như thế nào nữa. Cũng rất là nhiều các bác cũng có lo cho Quân rằng là Quân bị lừa. Bây giờ thì nếu mà như cháu Lực đã biết về thông tin cụ thể của Quân ấy, thì cháu Lực sẽ tìm cái hướng khác để mà làm sao mà giúp được cho gọi được cho em Quân là về. Có thể là một phần là Quân là không có tiền để về, và một phần thì có khi là em ấy đang làm công việc tốt chẳng hạn, cho nên là em ấy chưa về. Nếu mà em ấy gặp công việc được công việc tốt thì em ấy đã gọi điện về, để mà không gọi cho cháu Lực thì cũng gọi cho ông với bà để báo tin rằng là đã tìm được việc rồi và đã có lương, đã có tiền rồi. Ôi rồi, vừa rồi thì không may là bị trượt chân ở kia các bác, thành ra là bị một cái vết xước nhỏ nhỏ chân này. Cái những cái vết bị cắn này thì phải nói là rất là rát của bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống cái nhà để thăm ông với lại bà, xem là cuộc sống của ông với bà là thời gian này là như thế nào cho các bác nhá. Và xem hỏi các bác hàng xóm của Quân xem là có tin tức gì về em Quân nữa không. Đấy, một thời gian là không xuống là nhìn là cỏ mọi cái là tốt, là sùm mới lên này. Những cây sắn là ngày nào mới cày thôi, ngày nào mới cày thôi mà bây giờ đã sắn đã lớn lên rồi. Lớn như thế này thì vẫn chưa được thu hoạch đâu, nhưng mà phải thêm là độ vài tháng nữa cô bác ạ thì nó củ nó mới to được. Đấy, nhà Quân thì được nằm ở dưới phần chân đồi cô bác ạ. Hiếu thì chắc là đi học rồi cô bác ạ, Hiếu ấy. Thời gian này thì ở trên nhà là đang học rồi. Ở trên quê không đi. Ở trên trường ấy không á. Bây giờ thì đi xuống dưới kia thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình thêm cô bác ạ. Hôm nay ra thì đến nhà của ông bà thì không có bắt gặp là bà ở nhà cả cô bác ạ. Bà thì chắc là có lẽ là đi đâu rồi. Hiếu thì dạo này đi học chứ anh Hiếu ấy. Vâng, đang đi học. Vâng. Hôm nay em xuống thì cũng không biết là mua thêm đồ gì, chỉ mua là một số những cái đồ thực phẩm để cho ông với bà thì tí nữa bà về thì anh bảo bà cất đi nhá. Ừ. Này cùng à. Ừ. Mua một chút là mì chính này, rau rửa bát thôi. Hôm nay rau ăn thì trên kia là hết mất rồi. Mua thêm chục trứng nữa để cho ông với bà thì ăn trứng thì được chứ anh. Vâng. Ông xem có bị vớ cái nào không? Ông cúng răng thế làm thẻ cùng à? Để làm áp này thế để à? Hiếu ơi, đi học được mấy tuần rồi anh nhỉ Hiếu ơi? Được hơn tuần rồi. Hơn tuần rồi. Cái thời gian này thì là bà lại tiếp tục là cái Và thời gian này thì bà lại tiếp tục là cái công việc mà buổi sáng là đưa bé Hiếu đi học. Lớn này thì đã có Hiếu là tự đi học được chưa anh, hay là bà vẫn phải đưa đi? Bà đưa đi. Nếu bà không đưa đi không biết đường đi đâu. Vâng. Xa. Biết thì là gọi là vẫn hình dung ra được đường đi, nhưng mà hiểu đi nó không yên tâm nhà trẻ con nha anh. Đúng rồi. Nó sửa nó lửa. Vâng. Còn mưa to thì nó suối nó to thì cũng đi được. Vâng. Cho nó bà đưa đi nếu vâng. Nước to nước về thì không cho đi ở bà và không cho đi được. Vâng. Ô cái năm nay thì có vẻ như là cái khe suối kia nếu mà mưa to thì em nghĩ là cũng có nhiều đấy anh nhỉ. Vâng. Nhiều không đi được đâu, nếu mưa thì không đi được. Vâng. Suối kia to.
Mà hôm nay vừa rồi có trận bão lớn lớn đấy, ở đây có bị ảnh hưởng gì không anh? Sạt lở nhiều không? Nó sạt ở đằng sau đây này, nó muốn sạt nhiều đấy, sạt ở khu vực ở đây này cũng là sạt nhiều, ở trong làng cũng sạt nhiều. Bà thì vừa đi làm về, có bác không biết là bà đi đi làm việc gì? Cái đâu hôn này phò? Thế là vừa rồi cái đường mà cháu Lực đi các bác thì bà là vẫn từ bà vẫn đang lấy củi trên đấy nhưng mà không có bắt gặp bà. Thì hiếu chẳng ham học tôi mà ra phò về ra bà thiếu à? Không ham không ra, không ham phải ra. Thế là có hôm thì hiếu là biết tự về, còn có hôm thì phải đi cùng các anh các chị hàng xóm nữa các bác. Đấy, nếu mà như Quân ở nhà thì có thể là đưa bé Hiếu là đi học rồi. Đấy, nhưng mà vào mùa này thì chắc là để mà đi xe máy đi là em nghĩ là cũng không đi được đâu anh nhỉ. Đi được đâu. Mùa này đi xe máy không đi được. Nhà Quân thì có một lần là cháu Lực là cùng với Quân là lấy xe xuống một lần nhưng mà đường đi rất là khó các bác. Kiểu đi nếu mà mình từ bên kia sang lấy xe máy ra đến nhà Quân thì hầu như là đi bộ là nhanh hơn đấy nhỉ. Đi bộ nhanh hơn nhưng mà đi xe máy lại toàn đi vào nhà của người ta xong mới qua thôi. Không có đường riêng để mà qua cả. Này đi mình đi 1-2 lần thì chả sao nhưng mà đi suốt thì chắc là có khi là người ta cũng không muốn qua đấy nhỉ anh nhỉ. Vâng. Về mỗi lần vâng. Và... chắc là hết tháng 9 âm đây này chắc là mới đi được. Tháng 10 trở lên. Vâng. Đến đầu đường xong thì bắt đầu đi được. Nhưng mùa này cũng đi được đâu. Mùa này thì nó mưa nhiều thì nó sạt nhiều. Vâng. Đường vào khó. Vâng. Xe đi dắt cũng có lúc dắt cũng dắt vào được. Vâng. Vậy như ông bà thì thời gian vừa rồi thì có bị ai bị ốm hay là bị như nào không anh? Nó mẹ thì thường bú thì có lúc thì nó vừa trước thì lấy thuốc về cho nó uống thì vẫn khỏe, mấy hôm này thì nó bảo nó cũng là đau đau chân tí. Vâng. Thế là chắc là thuốc ấy lại hết rồi nhỉ? Vâng, chắc là thuốc hết rồi thì. Thế để một tí nữa xem là cái sổ cái sổ của ông là ở đâu ấy, xong rồi anh bảo ông là đưa cho em xong là em lại đi mua thuốc. Vâng. Thì mua thuốc về thì sẽ tiếp tục là cho ông uống. Vâng. Có thể nó là gọi là như bây giờ cái này nó là cần là phải có thuốc để mà trợ giúp thì nó mới không có bị. Vâng. Mấy tháng trước thì nó có thuốc uống thì nó đi lao động cắt cỏ cắt kiệu nó vẫn đi được. Vâng. Mấy hôm nay cũng có thì nó ở nhà được 2-3 hôm rồi. Vâng. Anh năm nay cũng đen cũng là vì đau lưng cũng vâng. Không khỏi được anh không nguôi được thì mấy hôm nay mấy cũng ở nhà suốt được 7 tháng nên năm nay coi như là anh không đi đâu làm được cái gì nhỉ? Không làm được gì. Mọi năm trước về thì lên thì còn không có bắt gặp anh mấy đâu, chỉ có bắt gặp là mỗi chị là ở nhà thôi. Vâng. Anh thì cũng toàn là đi làm xa, là gần nhà thì cũng chẳng có việc gì để làm. Vâng. Nhà thì đến mùa thì chỉ có gọi là đi làm thuê ở trong làng thì nó cũng không có bó công anh nhỉ? Nó ở trong làng thì nó gặt lúa mấy hôm xong thì không có việc gì. Thì năm ngoái thì đi làm cả năm. Năm nay từ tháng 3 trở lên cũng làm được gì ở nhà suốt. Đấy, thành ra là Quân thì cũng có biết, cũng có cái suy nghĩ về sau đấy cô bác. Thành ra là bây giờ em thì mỗi năm là một lớn đi rồi. Mà làm ở trong nhà thì làm ở... trong làng thì thật sự ra cái số tiền công mà nhận lại nó được rất là ít, với lại là để mà tiết kiệm được thì cũng không có tiết kiệm. Đi làm xa này thì nếu mà được tháng tầm 7-8 triệu này thì còn tiết kiệm được nhiều đấy, nhưng mà nó cũng kèm theo đó là bên ngoài thì có rất là nhiều những cái cám dỗ cạm bẫy. Đấy, như trước thì Quân bảo là nếu mà có tiền xe thì về được thì anh với lại bà thì có biết là cái chỗ mà Quân làm nó đúng cái địa chỉ được không, thì để cho em xin xong là nếu mà em mà đi xuống dưới thì em sẽ đi xuống cái tận nơi để mà xem là Quân làm công việc gì. Nếu mà như Quân ở đấy làm ổn thì có thể là cho Quân làm, còn Quân làm không ổn thì
là gọi quân về. Bây giờ ở nhà thì cũng có trâu này, có lợn này, có dê này, đầy đủ gia súc gia cầm. Mà ông với bà thì năm nay là cũng được hơn, là hôm trước anh bảo là được 8 mấy, 9 mấy nhỉ? 8 mấy. Được hơn là 80 mấy rồi. Buổi sáng thì hầu như là bà, nếu mà buổi sáng bà đưa bà Hiếu đi học ấy là hết một buổi sáng luôn cô bác ạ. Cái quãng đường đi học thì có, nó cũng gọi là một cái quãng đường để mà xa quá thì nó không xa, nhưng mà đối với bà thì đó là một cái quãng đường mà phải nói là khá là xa cô bác ạ. Toàn là liên dốc thôi, từ đây lên trên đấy anh nhỉ. Vâng, liên dốc. Cộng với lại thêm là sức khỏe của bà nữa, không có đi được nhanh. Dáng bà thì một cái dáng người mà phải nói rất là nhỏ nhắn cô bác ạ, thành ra là đi là từ từ mà đi thôi. Buổi sáng thì dậy từ rất là sớm để đưa bà Hiếu được đến trường. Đấy, vất vả cả một cái đời của ông với bà, xong là đến bây giờ cháu đến tiếp tục là đến đến đời cháu rồi. Quân thì bắt đầu là lớn lên, có thể là Quân thì biết suy nghĩ nhiều hơn bé Hiếu. Như mẹ của Hiếu thì có thường có bao giờ gọi là liên lạc về không anh, mẹ Hiếu ấy? Không, nó đi bên cháu đi bên tàu được mấy năm rồi đéo không liên lạc được gì. Thế mẹ Hiếu là lại mẹ Hiếu là lại đi bên tàu ra? Nó bảo đi bên tàu đi đâu chả biết, nhưng mà không gọi được điện. Nó ở đâu chả biết. Nó đi được hai năm, 3 năm rồi. Thế là điện đóm gì được. Dạ. Đâu chả biết. Nó bố thì chết thôi. Chắc là cũng đi lấy thêm chồng mới rồi nhỉ? Ừ, chắc là thế rồi. Quay lại. Nhưng mà Hiếu thì lần càng ngày một lớn, có bao giờ gọi là nhắc đến mẹ bao giờ không? Anh có, trai là nhưng mà có. Nhắc thì có lúc nhắc thì khóc thôi, không có gì đâu, không biết mẹ đâu, nó bỏ đi bé rồi. Nhưng mà chắc bây giờ lớn lớn tầm này để mà khóc thì chắc là cũng không có. Không có mẹ đâu, nó thấy người ta nó bảo nó mẹ, mẹ nó cũng là cười, nó mẹ, bảo nó mẹ ở trong làng nó mẹ tao cũng ở bên kia, nó bảo thế, nó chả biết mẹ nó. Chả biết là mẹ ở đâu. Chả biết đâu. Thì là người hàng xóm hỏi là mẹ ở đâu, bảo là ở trong làng bên kia thôi nhỉ? Ừ, nó bảo thế thôi, nó ở trong làng. Vâng. Nãy giờ vẫn còn tao mang nghĩa cho mẹ. À. Mẹ có điện thoại đấy. À. Giờ phân thắc là nó mang nghĩa. Giờ chỉ cho mẹ có nãy giờ điện thoại chỉ cho mẹ có cái mà còn lý do có tái tẩy à? Đấy là lao nọ thì có bác Chiêm của bác ạ. Bác Chiêm ra thì đôi lúc mà có người khác hỏi hỏi bảo là mẹ đâu thì bảo là mẹ là à, đợt trước là về cùng với lại cháu Lực ấy. Đây giờ đây mẹ cũng muốn cái là cái mà yêu á, thương mà cũ điện thoại cũ dân này. Trẻ con thì khi một khi mà đã có ai tốt với lại là mẹ là trẻ con rồi thì phải nói là nhớ rất là dai các bác ạ. Đấy, bác Chiêm là dù thì có ra 2 lần thôi, nhưng mà bé Hiếu là lúc nào cũng luôn luôn là coi là bác Chiêm như là một người mẹ rồi. Đấy, vừa rồi thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có nói với cháu ấy, rằng là sức khỏe của ông bà thì như thế nào đấy. Ông thì các bác nhìn thấy rồi, ông thì là ốm yếu hơn rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì cũng đã hết thuốc rồi, thì cái thuốc này thì cháu Lực sẽ lấy cái sổ đi để mà tiếp tục là gửi người khác là đi mua theo cái đơn về để tiếp tục là cho ông uống. Để ông còn có sức khỏe là ở nhà còn làm thêm những công việc này, việc kia nữa. Hiện tại thì Quân thì vẫn chưa có về cái tin tức gì về Quân ấy, thì có như thế nào ấy. Thì Lực, vừa rồi cháu Lực cũng đã nói với lại là bác của Quân rằng là sẽ nếu như là có thông tin ấy, thì cháu Lực sẽ đến tận nơi để mà xem là Quân là làm những công việc gì, xem là Quân là liệu là có bị lừa không. Nếu như mà không được thì sẽ đón Quân là quay trở về để mà về nhà. Mặc dù là ở quê những cái đồng lương ít thôi, nhưng mà không có ai bị lừa, không có ai lừa các bác ạ. Làm được bao nhiêu thì người ta gửi cho bấy nhiêu cả. Ông thì thường thường là công việc ở nhà của ông thì hầu như là đi lấy cỏ. Đấy, với bà thì hầu như là phân chia ra ai làm việc nấy của bác ạ. Đến buổi tối mà đón bé Hiếu về, bé Hiếu là
là về đến nhà xong là một mình khác chơi thôi bác. Ở hàng xóm đây có trẻ con nhiều nhiều không anh? Có. À, vẫn có Có nhiều. Có lúc thì nó đi về xong học về thì nó đi chơi, nó bản, nó tưới, nó về ngủ, nó về đồ ăn cơm xong nó ngủ. vâng. Thế là vừa rồi anh nói là đằng sau bị sạt nhiều anh. Vâng, sẵn nhiều, Thế nó sẵn em nhiều, thử đi xung quanh nhà xem một vòng xem là có bị sạt nhiều không để mà chia sẻ cho các bác cùng biết. Nhưng mà vừa rồi mưa bão ấy, bão lớn như này thì nhà này ông với bà này có bảo là bị sụt một chút nào không anh? nó có lúc nó bảo nó mưa to thì không dám ngủ, nó bảo thế cũng nguôi, nó thế thôi. Nhà này thì cũng đâu đó là làm được tầm độ là 3 đến 4 năm rồi các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là hầu như là Được 6 năm được rồi, 6 năm rồi á. vâng, làm được 6 năm Thấy là mấy cây này còn là những cái chỗ này thì khá khá là mới mới các bác, nhưng rồi. mà ở phần góc thì đã bị mọt hết rồi. Ra những cái phần ở bên này thì chưa được hoàn thiện. Trước là nhà này là bố của Quân là tự làm hay là thuê người làm anh? Thì người làm bắt đầu làm xong, nó đang làm dở dang thì nó bị bệnh thì nó đi chữa không khỏi được, thì nó chết thì cũng làm được. Đó, bỏ nhiều bảo là như thế thôi, nếu không chết thì chắc là cũng là làm dần làm mòn, chắc là làm được. Vâng, đi làm mà thuê về xong là làm mà tí góp một chút một xong là làm thì. Nhưng mà ở phần bên này là ông tự làm hay là vẫn là bố Quân làm anh phần này ấy? Phần này thì nó ông già nó tự làm, ông nó tự làm cũng mệt hết rồi, mấy năm Nhưng mà em thấy là trước mà em bắt đầu xuống là nhà chưa nghiêng mấy đâu, bây giờ thấy là bắt đầu nghiêng nghiêng nhiều đấy anh rồi, nhưng nhiều rồi. Cái này nhìn đây này chắc là ở trên, từ Vâng. trên đến góc ở dưới thì chắc là đi khoảng 70 80 cm, Vâng. nó bị nó nghiêng xuống. Đấy, một tí để cho bà cất đi những cái đồ này thì cháu lực thường là mua xuống rồi cho nên là chắc là bà cũng nhìn và bà cũng biết là dùng để làm gì rồi. Thế thì em thử đi quanh nhà xem nào. Xem là bị sạt ở đâu anh nhá. Đấy, may mắn là còn là xuống gần nhà là có bác ở Quân ở cạnh nữa. Thành ra là ông ấy bảo ốm thì ốm như thế nào thì còn có bác mà bảo này kia nữa. Anh thì nếu mà để mà đi lại được như trước kia thì chắc là khó đấy anh nhỉ. Vâng, Thế là anh ngồi là còn khó, khó khó rồi. nhưng mà khó Nhưng mà ngồi phải hai tay chống hai tay thì trống cái à. lực bằng. Nhưng mà về về phần xương của anh thì bây giờ nó gọi là còn đau không anh? Xương thì không đau thì nó đau bên đít, đấy. Ở dưới cũng không không đau đâu, ở trên cũng không đau, đau bên đít này, nó không ngồi được, ngồi khoảng lâu thì được khoảng 3 phút. Đấy là bị trước anh bảo là bị mấy cái xương sườn bị gãy đấy nhỉ? Vâng, xong thì nó khỏi rồi, xong nó đi bên kia nó làm thì vẫn khỏi, nó đi chụp chiếu cũng không sao gì, nó bảo đi bên xong thì nó quay lại về nhà thì nó bị, nhưng mà nhìn thì nó, nhưng mà liệt thì không phải là liệt, ngồi cũng được nhưng mà đi, nếu đứng đi thì đi vẫn đi được tí, cũng là không ngồi được lâu. Đấy, em thử ra bên ngoài một chút này. Đấy, bây giờ thì có ánh nắng rất là đẹp này các bác này. Thời gian vừa rồi thì mưa bão lũ là lớn quá, thành ra là đâu đâu cũng bị sạt rất là nhiều. Nay thì đi xuống nhà của Quân là để mà ghi hình lại cho các bác là cũng biết. Này là rau lợn chắc là bà đi lấy về thôi nhỉ? Đây là một cái loại dầu mà để mà nấu lên là cho lợn này kia nữa. Đã bị sạt ở đây rồi anh. Vâng. Cái chỗ đất này thì em thấy là từ trước đến giờ là vẫn bị xói mòn sạt 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 một chút đấy nhở. Không biết là Trên kia còn sụp nhiều mà. chị sao Trên đây này còn cách sụp khoảng 3 4 mét, vâng chục mét. Đây, đây thì Trên này vừa mới bị sạt sụp thêm nhiều. thêm đâu bác ạ. Đi Nếu chỗ kia đổ một phát thì nhà này đi rồi. vâng Ở trên kia trên kia có chỗ nào bị nứt không anh? có nứt thì không nứt được, chắc là trên trồng sắn kia chắc là nứt nhiều. Thì em thử lên trên này.
Những cái chỗ này thì là từ trước là không may là bà làm mà bị cháy này các bác này. Như trước Quân cũng có chia sẻ với cháu Lực là biết. Rồi, ra phía. Cái cây này là cây chanh hay là cây gì anh? Chanh. Chanh à? Nhưng mà chanh này có vẻ như là sai đấy nhỉ, nhìn thấy này. Vâng. Cây này không phải chanh đâu anh ạ. Cây bưởi sao ấy? Cây bưởi cây này. Cây bên này mới là cây chanh. Cái cây này chắc là từ thời xưa bố của Quân là trồng ấy nhỉ anh nhỉ? Vâng. Cái chanh đây thì nó Quân bố thì Quân trồng. À. Bên này thì có quả rồi. Ui, chỗ này như kiểu là bị vết nứt hay là... Nứt xuống. Không biết là cái công việc của Quân ở dưới kia là có ổn định không các bác ạ? Ui. Trên kia? À, trên kia là đất của nhà anh ấy nhỉ? Đúng, nhà anh. Nếu lăn xuống này, nhà này còn lốp hết ấy. Vâng. Chỗ này thì có vẻ như là vừa rồi anh nó nói là bị sạt rất là nhiều bác ạ. Cái này của nhà anh thì sạt từ tên kia xuống đấy nhỉ? Vâng, sạt từ tên kia xuống. Này thời gian vừa rồi mưa nhiều quá, không biết là cái cây này liệu là có trụ được nó không? Cái trụ được đâu, chết hết. Chết hết rồi á? Mưa nhiều lắm. Dưới đằng sau này thì chỗ này xuống thì kiểu nào cũng là bị ngạt kìa. Vâng. Ở đây xuống nếu lửa thì ở đây xuống thì nó. Nếu hôm nào nếu không đi cản nước đây thì chỗ này chắc là lửa xuống rồi. Chỗ này hôm nọ là ngập nước hết à anh đây? Ngập hết. Ở chỗ này thì có vẻ như là cái phần đất này khá là nguy hiểm của bác ạ. Nếu mà như là bị sạt ở cái phần này đó là coi như là lấp hết cả cái ngôi nhà phần dưới đây luôn. Ở đây thì có vẻ như là có cái một chút dấu tích là nó bị lún xuống này các bác này. Và những cái chỗ này ấy. Hồi cái cây này thì có vẻ như là ngập nước à. Không biết là chết chưa cây này ấy. Ui, cây này bị chết mất rồi của bác này. Cây này thì có vẻ như là bị ngập nước rồi. Chết rồi của bác ở cây này. Mất bao nhiêu công chăm sóc mà giờ đến cái trận lú vừa rồi là ảnh hưởng. Do là cái phần nước chỗ này này nó bị như kiểu thành một cái ao luôn, thành một cái thửa ruộng luôn đấy. Bởi vì là cái này là nó không có cái chỗ thoát nước hay sao anh nhỉ? Không có chỗ thoát nước đâu. Đây là đắp trước thì có làm như kiểu làm ruộng ấy, đắp bờ ruộng này kia. Có những cây thì không bị sao các bác ạ. Ôi cái cây lê này thì có bị, có vẻ như là bị ngập quá rồi. Cây lê thì có vẻ là nó chịu nước hơn đấy anh nhỉ? Vâng, lê thì chịu được. Yêu khuôn mặt mỉm cười có trái. Cây lê này thì không có bị là ảnh hưởng gì của bác. Cây lê này thì vẫn còn là thấy nó phát triển này, nhưng mà phát triển rất là tốt. Nhưng mà những cái góc này bà thì cũng bận nhiều việc quá. Cái này là bây giờ là phải làm lại. Có những cây thì nó vẫn sống anh ạ. Vâng. Phần dưới này thì hiện tại là đã bị sạt rồi các bác này, tạo thành một cái hùm rồi. Nhớ như mà thời gian vừa rồi mà sau này mà có trận mưa lớn ấy, là tiếp tục là sẽ bị là sạt xuống hết. Mong sao là Quân cũng đi xuống kia làm để mà làm sao mà em ấy cũng gặp được là người chủ tốt, không có bị lừa.
về còn tích góp được một chút tiền về để mà làm sao mà cùng dựng lại cái ngôi nhà. Và đằng sau này thì là mấy hôm nay là tạnh mưa khá lâu rồi, các bác này thấy là còn như kiểu là một cái húm nước ấy. Nhưng mà quy khóc khóc em phò nè, tháo này một quy á. Quy ạ. Đây là bà là phơi chuối này xong là mấy nữa để làm bánh chuối các bác ạ. Chim chim già phò bà này. Lợn này kia thì vẫn còn khá là khỏe mạnh các bác ạ, lợn này. Con này chắc là đâu đó tầm độ là hơn 30 cân rồi các bác. Con nào con đấy cũng đều mập ú ra. Ngoài ra bên này thì có vẻ như là cái nhà vệ sinh, nhà tắm ấy các bác, làm khá là lâu rồi các bác. Cũng đâu đó là được tầm được là một năm rồi. Tuy nhiên thì cái bạt của nó đã cũng đã hỏng hết rồi. Trước là cái đợt mà làm thì vào là cái mùa đông năm trước một chút này. Thấy là bạt thì cũng rách là bay đâu hết rồi. Cái nước này là nước bẩn các bác, không phải nước sạch đâu. Thế ra phía bên này thì ông bà ở nhà thì cũng thấy là trồng đây, không biết là bà trồng ngô hay là trồng cái gì đây. Đây là bà trồng dâu các bác ạ. Cái lưới này thì là hôm nọ trước mà bác Chiêm sang có gửi tiền cho em Quân, xong là em Quân đi mua. Có vẻ như là những mấy cái cây này các bác này không hiểu tại sao lại tự dưng lại là chết rất là nhiều này. Hầu như là đã bị chết hết rồi. Cành bên này thì vẫn còn sống này, nhưng mà mỗi tội cành bên này là bị chết mất rồi. Có khi là phải tỉa ra. Chỗ vườn này thì có ba cây thì hầu như là đều là bị chết rồi. Cây này thì vẫn còn cây này thì vẫn còn sống các bác, cây này ấy. Ở góc là còn lá một chút này. Cây này thì vẫn còn sống lên góc này ấy. Đây là bà trồng rau muống này các bác này. Thế là có một chút là giống rau muống ở đây. Rồi hôm nay thì đi xuống thăm ông bà của Quân thì thấy là ông bà của Quân là vẫn còn khá là cũng còn là khỏe mạnh các bác ạ. Đấy, còn về tin tức của Quân ấy thì có như nào thì cháu Đức sẽ tiếp tục là chia sẻ lên cho các bác, là để các bác là cùng biết về là cái tin của em Quân đã làm công việc gì, đã ổn định chưa các bác nhé. Hiện tại thì cũng đã mất tích được là đâu đó là tầm độ 2 tháng rồi. 2 tháng rồi cháu Lực chưa có liên lạc được với Quân cả. Em Quân không ở thì ông bà thì cũng cái vườn là vườn là cây mận đấy các bác, thành ra là ông bà cũng không có chăm được mấy. Công việc của ông bà thì hầu như là không, kiểu bà thì cũng không có làm được nhanh nhẹn và ông không có làm được nhanh nhẹn đấy các bác. Hàng ngày thì hiện tại thì đã có tuổi rồi, thành ra là để mà làm được những công việc này thì rất là đối với ông bà thì nó là một cái gì đấy nó cũng khá là khó khăn các bác ạ. Đấy, có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này ở đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và rất là cảm ơn các bác đã quan tâm tới ông bà cũng như là em Quân nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà của chú anh chị ở những cái số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác.
Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.